cầu Phước Tích. Một chiều mưa, vừa tới Huệ sạn này, trời nắng chán chán. Tới chưa, cái nó mưa âm à, nó mưa tơi tát ơi. Bây giờ là 3:30 chiều và trời như thế này đây, vậy cũng tốt, đỡ nắng, đi nó chạy rất là mát mẻ. Ôi, chân cầu Phước Tích. Yeah, đã tới nhà của ông nội, nhà thờ. Kiếm đường đi rất là dễ dàng, không có gì khó hết. Và đây là nhà của ông nội. Quay camera lại nè. Hiện tại thì trời đang mưa nên là cúp điện rồi. Má sao vô đây. Hiện tại trời đang mưa nên là cúp điện tới thui với chổng rồi. Mưa có chút xíu mà cũng cúp điện nữa. Đây, đi vô nhà nào. Hiện tại có chú Sơn và vợ của chú Sơn ở nhà, mới ngồi nói chuyện xong. Ồ, nhà ông nội có cái cây, cây măng cụt bự đẹp ghê luôn. Bước hết trơn rồi. Trời, 0.5 đi. Có cái cây măng cụt dáng đẹp ghê. Đây là cái vườn. Bây giờ sẽ đi vô nhà. Dạ nó hơi tối, để con chỉnh tăng sáng lên. Ồ sao thấy ta, nó hơi tối quá không. Dạ mình có đèn pin không. Dạ đi chú Sơn. Dạ chắc dạ, cho con, dạ cho con mượn. Dạ, cho nó xanh này. Dạ. À đây là một phòng. Ở đây là mình có cái này là hết một phòng đây. À dạ, vì cái đó là bức tường thôi chứ không phải là cánh cửa đúng không. À dạ, dạ dẫn cho con đi không quay một vòng thế sao. Ôi dạ, ô đây là cái bếp, ô bếp rộng quá. Nhà rộng lắm, đây chứ bên là nhà giỏ để mà ở cái bên nữa luôn. Wow. Cái bức tường nữa gì nữa. À dạ. Phía sau đây là nhà tắm hay gì? Phong rồi nó phong khốn nữa, bao nhiêu mình mong là hai cái phong. À dạ. À, còn phía sau là cũng của mình luôn đúng không chị? Đúng không? Dạ. Đi trả thêm được cho bỏ đô đang rồi. À dạ. Cái là ngắn cái này. Ngắn đi thôi, trả. À dạ. Ý còn là phía sau này là cũng là của nhà mình luôn đúng không chị? Dạ con ra theo luôn. Cái nhà mở thôi. Dạ rồi. Cái phần mấy cái phần đất này là của mình luôn. Nhưng mà hiện tại là mình đây. À, từ cái chuối đó đi vô là của mình thôi. À. À. Còn bên kia là của người ta. À.
phía sau này là nói chung là cái này là khu à dạ. Còn cái phía bên cũng cũng là của người ta luôn. Dạ. Ồ. Dạ. Hết cái bếp, cái bếp. Chắc giờ chỉ con chạy ra cái mộ ông nội xây á. Dạ, để con cho con quay. Dạ. Đây, nhà chú Thể. Ngôi nhà được mệnh danh là giàu nhất xóm. Nhà nhất xóm hay nhà nhất thôn? Nhà nhất xóm. Nhà nhất xóm đây. Là cái mộ nào thế? Dạ. Cái này. Ủa mình không có đường vô, mình phải đi băng qua vậy luôn ha. Ui dễ mang vậy. Lỡ có khi nào có con gì ở đây không? Đi rồi. Ông chậu mà giàu nhất cái là 3 bụng 12 cho con đi nghỉ mà xây gì. Mấy cái này là mộ có chôn dưới này. Cái này nó mộ ngoài. Mộ người ngoài. Mộ trong ấy nó cổ ổn này. Trong nhà ấy nó cổ ổn này. Thế là có mấy mấy suốt cái gì gì tên đi. Ổn lại. Ổn lại năm. Ổn chưa lại hai cái gì ổn về nề đi. À dạ. Nó con xây hệ tư chứ không hiểu. Đó. Ổn rồi. Tiện đạo thôi đó. Chưa đi ra đây. Dạ, chắc muốn ba con cũng sẽ đem đây. Dạ. Dạ. Còn đây là cái mộ của dạ. Nếu mà lụt là ngay đây ngập luôn. Ngập mãi nha. Wow. Là cạc thằng túi đi là đủ cạc. Dạ. Yeah. Mà đeo nói chứ anh cho mình ở nhà rồi thì chứ mình lo mua mạ cái mồm lo mua mạ cho anh rồi. Dạ. Sạch sẽ cho ở nhà rồi thì lo mua mạ cho anh cho chưa đó. Dạ. Vậy là của ông nội con là xây cái khúc này. Còn qua mấy cái mồ. Qua mấy nữa là khác. Cái mấy nói chung là từ đây đi đây là của người ta. Ừ, của ta đây đó. Để cho con quấn đi đó. À, dạ. Vâng lại đi mà cái tay anh mân đi khẽ khẽ quẹt. Chưa nó là cực, đừng nói mình sợ.
về là nước hơi ra là nó lùi về mà xuống mồm thôi, nước mồm mà mới dồi mồ. Dạ. Cực nữa. Ồ, cái này nếu mà như cái mộ này là của Phan Thị Yên đúng không anh Thiên? Sao nó mở cầm luôn rồi? Phan Thị Yên là bà cố. Dạ. Ôi mấy cái chữ này mai mốt chắc nó cho nó phai màu hết mà. Giờ con thấy cái này là Trân Thị Chọn là chồng của Phan Văn Hà. Ôi mấy cái tên này bị khắc bị sai rồi. Phan Văn Hà là ông nội. Con đô ra thế này mà biết chứ có đi. Dạ. Con. Ủa dạ còn ba cái này với cái này là cái gì? Anh Tiếp. Cũng là người đấy mà đều nhỏ. Nhỏ giống cái xa xảy ra đó. À nhưng mà là con của ai đó thì tại con nhớ như ông bà nội con có một đứa con đầu nữa mà dạ là trước cô Hồng dạ nhưng con không biết là chỗ nào chắc mộ này dạ. Cái này là ba của ông nội. Cầm cái vụ. Dạ chắc cho con thắp hương. Để cái vụ dưới đây cầm cho nó gì. Ây cha. Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Cho linh hồn gặp đặng linh hồn được hết. Dạ. Để cho mình biết cho mình nói. Dạ.
tắt rồi chắc thôi là được. Để được. Trên ạ. Nên bỏ trên nữa được. Cắm ở đây này. Cắm ở đó. Cái hệ cắm ở đó. Chụp hết rồi. Nhưng mà có mấy có ba cái. Lấy mà cái này đó. Chứa chết mà được. Dạ. Cái này mình để mình khỏi khóa lại luôn. Dạ, yeah. Nó cũng bị xét hết trơn rồi. Đi hứa ra mà măng đi. Dạ. À, dạ là con cảm ơn. Nhưng mà người này chưa chết là ở đây luôn hay là ở đâu? Chết ở đây lắm, ông cháu nào ông cháu là biết. Ông cháu là biết. Chắc má biết. À dạ. Cháu là vợ của ông. Dậu nhớ đi luôn. Ủa nhưng mà sẽ cúng nhiều mộ mà người ta không có phụ, không làm, người ta cứ để vậy luôn, không có làm cái đường đi cho nó. Có tiền làm nó được, có tiền làm. Nó nhưng mà cái này nhà này giàu nè, sao không làm? Giàu. Giàu mà keo. Làm được cái sân là nhất. Ồ, dạ. Dạ. Bên gì là mừng cái sân đó. Ồ. Đợi cỏ. Còn bên gì là cũng có đi Mỹ đi đâu đấy nè. À. Mà nhìn cái nhìn nó sao nó sao sao á. Tàn trời giống như không ai. Còn ở đây là mình có quen nhà này không? Không quen. Dạ ông dân là anh thị là quen họ rồi đó. À dạ. Còn đây là con gì?
cái sông này mình gọi là sông gì vậy? Dạ. Sông Âu Lâu. Em của chú Thể. Dạ. Nè, hồi nãy con hỏi nhà này chỉ nhà cho con. Con chạy qua con không biết luôn con hỏi. Nhiệt tình lắm. Đứng chỉ con xong ra đứng đợi con thấy con quẹo đúng rồi mới đi vô. Như ba con mà ba. Dạ. Dạ. Ủa, xe. Dạ. Dạ con là con đầu. Dạ. Dạ. Dạ thứ sáng thứ ba con bay vô. Dạ. Dạ con ở trong trung tâm thành phố Huế, con thuê khách sạn ở trong. Con ra vậy anh? Dạ con đi con mình. À, dạ. À, vô cho ở xin số điện thoại bác con ấy. À dạ dạ. À. Dạ được. Dạ. Vô đây nè con. Dạ. Vô. Dạ. 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 Con 31 tuổi rồi. Dạ. Dạ, con làm bên bên y á, dạ con làm bên nghiên cứu. Dạ. Dạ con được ra trường 8 năm rồi. Dạ. Ở nhà con được cưng lắm nên là qua đi bộ bóng đấy hết. Dạ không. Ủa cái quán cà phê của mình là à của mình đâu con. Dạ. À, của... Nhưng mà hiện tại mình đang đóng cửa. À, không phải là vì trời mưa đi. À dạ. Vì trời mưa, trời bình thường là trời tắm chứ. Dạ. Thì con vô khách sạn con ở lại được hả? Dạ. À đấy à. Đã đặt chỗ chưa? Dạ rồi, con đặt xong hết rồi. À rồi hả? Dạ. Dạ tôi đặt ở chỗ chồng hết trơn. Với lại tối nay con cũng hẹn bạn đồ đi ăn đồ đó nên là ừ, cá. Yeah.
rồi chỗ bà có dạ. Ông có vô đỡ ông nha, con có nha, ông ngồi rồi con dạ. Sẽ ngồi rồi được gặp được dạ. Để cái đó con dạ. Ui, cha nhà đi nấu ăn xong là đỡ là có dạ. Bà có được khi mà bà con chế gọi gia đình dạ. Mà ông cũng chế gọi gia đình dạ. Cái lớn luôn rồi rồi con vô là nợ cho gửi đây thăm bán dạ. chia nữa con vô chia luôn, mai một ra lại không. À, dạ chắc con không biết, để con coi. Nhưng mà mốt chắc trong năm nay chắc ba con ra đó. Dạ à, dạ ba con ra. Ba con ra chơi đó. Dạ ba ra con coi. Dạ. Dạ o là O Duyên. O Duyên. Dạ. O Duyên là dạ. Dạ cho O Duyên gửi lên thăm ba nghe. Dạ. À. Dạ đó. Dạ. Dạ. Chị lại ăn cho quý không? Dạ con có hiện bạn đặt đồ hết rồi. À, dạ. Dạ. Rồi cúp điên đó, mày để đi ăn cho quý. Dạ thôi. Dạ, thôi. Quý ăn miệng cho quý có đó. À ý. Dạ. Dạ dạ cũng được dạ. Ý. Dạ. Nhưng mà tại vì tôi con sợ là trời tối quá ở đây nó không có đèn đường, nhưng mà đường ngoài kia có đèn đường. À có, nhưng mà ta đi ru cho nó tự nhiên có điên. À dạ, tại con sợ. Cô dây chưa luôn à? Đi taxi chứ. Dạ, con đi xe máy. Dạ đó, tại vì con sợ. Con xe máy là con phải vô chứ à dạ. Không được là vàng nguy hiểm lắm. Đoàn có điện đi mua. Đúng đúng. Dạ. Đi tượng đi taxi thì mấy giờ đi chưa á, là cái đoàn này là không có điện. Con mượn xe ai con đi được. Dạ con mượn xe khách sạn. Khách sạn. Dạ đúng rồi con thuê. Dạ. Tại con thấy từ khách sạn con mà chạy ra đây có 1 tiếng giống như con đi làm vậy đó. Dạ. Mà chưa con đi vô nửa đường mới có điện ạ. Có điện. Chứ là có phải vô gấp tư coi là được vô chỗ Huệ đây. Đi đây luôn cả là cúp điện ấy. Dạ. Ừ. Như lại con nghĩ là tại vì con đi lúc chứ tới đây con 4 5 giờ chắc cũng còn sáng mà sao chúng trời mưa nên là nó tối quá. Đi xem đó ra đứa, con đi taxi cái là khỏe rồi. Dạ. Con làng ra, con vô làng đi khỏe. Con là đường đi nguy hiểm nữa. Như tôi chứ con vô đây, ba ngôi đây cũng lo đây nè. Dạ. Sơ lắp dịp lắm, phải có một người nghỉ bên chợ. Con là đường hay là. Dạ. Mời ra cái bụng chứ hả? Mời ra mà đi em. Con mới, con đáp sân bay xong là con đi ăn xong con về khách sạn con thuê xe chạy vô đây luôn. Dạ. Lại mãi. Lại không? Dạ thôi. Dạ tại không đem đồ hết chứ đồ đặt để đó hết trơn rồi. Lần sau ra lại thì ra ấy. Dạ 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 lần sau ra con sẽ lại. Dạ. Lại chế có cương rồi đi. Đi lên cả túi. Dạ. Dạ không có dạ được rồi. Dạ đợt sau con ghé con ở lại chơi. Con ghé. Dạ dạ. Ba còn mày đi cờ ngang trái ngang lửa vì con đi. Khi mua tao xin cương cỏ đi. Dạ. Chào nơi con đuổi. Chào nơi con đuổi. Bố sơ hắn. Mẹ mới ở lại, mẹ mới ở lại ăn cơm. Bố sơ không có điên đường á. Trời xe nó đang luôn. Thuế xe nó sáng. Đá bố. Dạ khách sạn Sun Homestay ở trên đường con quên mất tiêu. Dạ ngay trung tâm luôn. Thuê với mượn xe họ đi. Dạ. Dạ rồi, dạ con chào. Dạ con có nước luôn rồi, con chuẩn bị sẵn hết rồi. Dạ. Dạ dạ. Ba lần chứ, bà con cái ốm á. À, dạ. Ba lần chứ. Bà, dạ. Dạ rồi, dạ con nhìn cho bà. Dạ, lần sau con ghé. Dạ. Tuổi sơ chắc con chứ, không? Dạ. Đó dạ. Thêm đặt đồ đi, ăn tớm ăn ngược nào. Mai mua, phải ăn. Cái điên nó cũng mới 5 giờ. 5 giờ chiều. Con điên nó thì khỏe. Con điên đặt đường. Trời nguy hiểm. Trời nhật đường mà đi thôi. Dạ.
cứ lên đèn thẳng đi là đi qua bên cái đường đi vô một thẳng một leo được luôn. Dạ. Để đợt sau, ba con ra thì con ra chung mà con lại chơi ghê, chơi, chơi lâu lâu á. Dạ. Dạ, coi thôi, con dễ ăn lắm, con thèm ăn mấy món này lắm. Ba nói ra ra mắng chỗ ra cái nóng nói ra ta lại anh nghiệp bên đi yếu rồi ráng được. Dạ. Ba cũng nhiều việc bận quá, ba cũng muốn đi lắm luôn á. Chưa, còn nếu ba về vui rồi. Dạ, nhưng mà vẫn còn một số giấy tờ nữa cần phải giải quyết cho xong. Dạ. Vậy nếu mà không có điện thì lát sao mình nấu cơm? Thì nấu cơm củi. Cơm củi, dạ. Cơm củi thì mình hơi nấu rồi. Bởi là thế mà phải có củi đâu rồi. Dạ. Củi đây. Củi nói chúng là đây. Nấu cơm củi sắp đen. Sắp đen sắp. Mình lấy lực lẹt. Nơi sắp đen trong đó. Ở bên đi có đất chậu thôi nè. Dạ, đất chậu. Cái việc măng từ xíu. Đủ sáng trên đây mà đi đâu. Dạ, con đổ đầy hết rồi. Ôi, con thích cái cây này quá. Cây đẹp ghê luôn á. Làng mà được một cây cho mấy. Dạ. Đấy nè, mấy chục năm rồi, 7-80 năm rồi mà. Thích cái cây dễ sợ, dáng đẹp. Cái ai cũng thích hết chứ. Dạ rồi. Buổi tối quá.